2 thì mình đang phụ trách cái lễ cưới tập thể do thành đoàn tổ chức là 150 cặp. Hiện tại hôm nay là mình chụp cho đợt thứ 2 là tổng cộng là 30 cặp. Các cái dâu rể tham gia với nhóm tất cả là hoàn toàn miễn phí. Câu lạc bộ á, những cặp đôi thì đa số là cặp đôi đó là công nhân đang làm trong mấy khu chế xuất. Các cặp dâu rể dựng bị cưới á, họ đã khó khăn một phần nào đó họ mới kiếm tới mình. Câu lạc bộ chụp ảnh cưới miễn phí thành phố Hồ Chí Minh là được thành lập vào năm 2014. Trong quá trình 9 năm đó thì câu lạc bộ đã chụp được hơn 500 cặp cô dâu chú rể. Năm 2014 thì mình cũng cưới vợ, thì lúc đó mình mới ra trường, thì thật sự hoàn cảnh mình, tiền bạc của mình cũng không có nhiều, tự mình đi mua trang phục, tự mình đi mua hoa cưới, nói chung là mình mua lại thôi, mua lại nên là giá nó khá là rẻ. Và sau đó thì mình cũng nhờ các anh chị trong câu lạc bộ chụp ảnh chụp giúp mình. Mình nhìn xung quanh chỗ trọ của mình thì rất là nhiều người công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Họ đám cưới họ chỉ có tổ chức mấy bàn tiệc ở trong xóm để với nhau thôi, với đăng ký cưới thôi. Họ không có một bất cứ một bức ảnh nào để lưu niệm hết. Nên mình nghĩ mình cũng khó khăn mà mình được một số anh chị giúp đỡ. Bây giờ mình đã có sare, mình đã có vest, mình đã có hoa cưới và mình có một chiếc máy ảnh nữa và mình cũng biết chụp ảnh nữa. Thì mình nghĩ thôi bây giờ mình có thể chụp để cho những cái hoàn cảnh xung quanh mình. Hai con nhìn lên bố mẹ, đúng rồi. Đó, đẹp rồi, ok. Rồi, đi tới đi. Rồi, cười tươi lên nào. Thì sát là nhau, hai mũi chạm nhau sát. Để như vậy luôn rồi, chạm chỉ để vậy đó. Hiện tại là mình làm trong công ty may. Hai vợ chồng đều làm chung hết. Cưới nhau vào năm 2011. Thời điểm đó điều kiện nó chưa có cho phép. Cũng chụp đơn giản thôi. Bữa nay thì nói chung là chụp ảnh cưới là mình thấy là làm rất là quy mô hoành tráng luôn á, rất là vui. Bên mình là một câu lạc bộ mở, nên là cứ đến khi mà có cái chương trình thì bên mình up lên cho các câu lạc bộ, các hội nhóm, ai có thời gian rảnh thì họ tham gia. Năm 2015 á, thì mình cũng tìm kiếm trên trang fanpage á, thì mình đang lướt Facebook thì thấy cái nhóm là chụp ảnh cưới miễn phí của bạn Nguyễn Viết Hải á, thì bắt đầu mình mới ra tham gia. Lần đầu tiên tham gia thì bắt đầu mình thấy cảm giác cái nhóm này nó rất là ý nghĩa. Bắt đầu mình dần theo tham gia tới bây giờ luôn. Góp một phần sức nào để giúp người ta có được cái đám cưới nó trọn vẹn hơn. Bạn bè em làm cái lĩnh vực nhiếp ảnh cũng khá là nhiều, nên em muốn bạn bè em biết nhiều hơn về cái chương trình này để mà có thể đi giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Rồi giúp tóc qua. Ok, rồi nhìn thẳng luôn. Cười tươi nha, nắm vợ mình nhẹ nhàng thôi. Trong lớp chụp hình thì các anh cũng có hướng dẫn cho mình là đứng như thế nào, cái view như thế nào đẹp nhất. Khi mà tụi mình tham gia chụp hình thì tụi mình muốn có một cái bộ hình đẹp nhất có thể, và để sau này lưu giữ một kỷ niệm cho vợ chồng.